Thưa quý vị, bão Noru được dự báo là cơn bão mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung, trong đó có Đà Nẵng. Do vậy, thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai các tỉa chằng chống cây xanh nhằm giảm thiểu thiệt hại. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch ứng phó và khắc phục bão đối với hệ thống cây xanh đô thị, từ ngày 15 tháng 8, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng đã triển khai các tỉa cây xanh phòng chống bão năm 2022. Hiện công việc này càng được khẩn trương thực hiện nhằm ứng phó với bão số 4, bão Noru. Tôi thấy các tỉa mấy đợt rồi đó, chứ không phải bữa nay, thì trước đây nữa chứ không phải tới bão mới cắt. Nhưng mà bão thì còn lại cây nào mà thấy ấy thì họ cắt thêm đó. Chứ họ đã cắt trước rồi, tôi thấy họ cắt đầy 1 tháng, 2 tháng rồi. Để ứng phó với bão lớn, Công ty Công viên Cây xanh tiếp tục triển khai các bước tăng cây và hạ độ cao cây xanh, ưu tiên tập trung ở những khu vực xung yếu, ven biển, trong gió và những cây có nguy cơ ngã đổ. Đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện làm tăng ca, tăng giờ để đảm bảo an toàn cho người dân và kế hoạch đề ra. Viên cắt gọn gàng hơn thì gió bão thì cũng đỡ hơn nhiều chứ. Chứ không thì nó ngã bay vô nhà đồ tùm lum thì thấy cũng mệt người dân hơn. Nói chung là thấy mấy anh làm cũng rất là nhiệt tình. Nói chung là cũng khẩn trương nhiệt tình. Nói chung là cái chỗ nào mà không ấy mấy anh cũng nhắc nhở đồ dân cẩn thận, không có đi ra khi chặt tỉa cây xanh. Trên thực tế, cây xanh luôn bị ảnh hưởng trực tiếp vào mùa mưa bão, đặc biệt là những cơn bão mạnh. Do vậy, trong phương án ứng phó bão, việc cắt tỉa và chằng chống cây xanh luôn được Đà Nẵng dồn sức triển khai nhằm giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế ngã đổ, hư hại cây xanh do mưa bão.